Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số mẫu lắc lịch nam nữ vàng 18K nha. Mẫu lắc này tầm khoảng từ một chỉ, hơn một chỉ tới khoảng 6 đến 7 chỉ nha. Giá vàng hôm nay là 3.620.000, không lên không xuống nha các bạn. Đây mình sẽ lấy một mẫu lắc tầm 5 chỉ, 4 chỉ nha. Đây các bạn, đây là một cái mẫu lắc chữ N nè, lắc này 4 chỉ 89 là gần 5 chỉ nha. Lắc này tầm khoảng gần 20 triệu nha, 19 triệu hơn các bạn. Đây. Lắc là N nè, ni này dành cho nam nữ đều được luôn nha. Nếu mà nữ bị rộng thì có thể bên mình có thể thô bớt lại như vừa tay luôn nha các bạn. Chiếc lắc cũng dạng lắc lịch đồng tiền đó bạn. Lắc này 4 chỉ 10 thôi. Cái là tầm khoảng hơn 15 triệu một chút xíu nha. Hơn 15 triệu đó bạn. Đây, nam nữ gì có thể đeo được luôn nha. Đây, chiếc lắc chữ H này thì 5 chỉ 26 này, tầm khoảng 20 triệu nha. Đây, này tầm khoảng 20 triệu nha các bạn. Siêu đẹp luôn. Lắc về rất là nhiều mẫu nha. Đây một chiếc lắc nai nữa bạn. Lắc này 4 chỉ 27 thôi, tầm khoảng gần 16 triệu nha. Đây. Lắc này rất là dễ đeo các bạn. Lắc này tầm khoảng từ 5 triệu đổ lên nha. Đây có chiếc lắc chữ N nữa bạn. 4 chỉ 99 gần 5 chỉ nè. Cái này tầm khoảng 19 triệu nha. Đây. Ni này dành cho nam nhưng mà tay vừa nha, vừa và nhỏ nha. Tay bự không đeo vừa nha. Hoặc có thể nữ, nữ cũng đeo vừa luôn đấy các bạn. Đây chiếc lắc này 4 chỉ 87 nữa các bạn. 4 chỉ 87 tầm khoảng 18 triệu nha. Đây. Cái này có thể thâu bớt lại như vừa tay này, nếu mà nữ đeo các bạn. Nữ đeo rộng thì có thể thâu bớt theo vừa tay nha. Một mắt, hai mắt hoặc ba mắt cũng có thể thâu bớt lại nha. Đây có một chiếc lắc chữ Phúc nữa bạn. Lắc chữ Phúc này vừa tròn 5 chỉ nè. Siêu đẹp luôn. Lắc này thì rất dễ đeo nha, khóa đồ cũng rất là chắc chắn luôn các bạn. Lắc này là lắc bọng nha, không phải lắc đặc nha các bạn. Đây thêm một chiếc lắc lịch các bạn. Lắc này lấy chị. Lắc này 5 chỉ lệnh 6 nha. Cái này tầm khoảng 19 triệu nha các bạn. Có thể hơn một chút xíu. Đây. Giá vàng là 3.620.000. Có một chiếc lắc chờ neo siêu to. Đây lắc chờ neo này tầm khoảng 5 chỉ 65 nha. Tầm khoảng 21 đến 22 triệu nha. Lắc chờ neo này bản rất là to luôn. Cái này đeo lên rất là ngầu nha. Nam cũng có thể đeo hoặc nữ cũng có thể đeo được luôn nha. Đây mình về một số dạng lắc trơn các bạn nha. Một số dạng lắc trơn nè. Lắc này hơn 4 chỉ gần 5 chỉ nha. Dạng trơn thì đeo hòa luôn các bạn, không lỗi thời. Thêm một chiếc lắc N nữa bạn. Lắc này 5 chỉ 16 tầm khoảng 19 triệu rưỡi nha. Đây bình tĩnh luôn cả tiền công rồi nha các bạn, khoảng tầm 19 triệu rưỡi, có thể dao động
trên dưới 120 ngàn gì đó bạn. Giá vàng là 3.620.000. Đây có một chiếc lắc kim tiền nữa bạn, 5 chỉ 57 nha. Cái này tầm khoảng 21 triệu các bạn. Đây. Rất là sáng luôn, kim tiền. Một cái lắc chạm rồng nữa bạn, lắc này 5 chỉ 35 thôi, tầm khoảng 19-20 triệu nha. Cái này tầm khoảng 20 triệu nữa bạn, lắc là nam nữ gì đeo cũng được luôn nha. Một chiếc lắc lật hình xương cá nha, 5 chỉ 43, cái này tầm khoảng hơn 20 triệu chút xíu nha các bạn, tầm khoảng 20 triệu rưỡi á. Đây, siêu đẹp luôn, lắc về rất là nhiều, mình không có chỗ chân luôn á. Đây có chiếc lắc hình xương cá hoa văn kim tiền, đây cũng hơn 5 chỉ nha các bạn, cái này cũng hơn 5 chỉ. Đây, chiếc lắc này thì hơn 3 chỉ một chút xíu nha các bạn, 3 chỉ 25, cái này tầm khoảng 12 triệu rưỡi nha. Đây, lắc lật bản nhỏ nè. Còn lắc này nhỏ hơn nha các bạn, 1 chỉ 83, cái này tầm khoảng hơn 7 triệu một chút xíu nha, tầm khoảng 7 triệu mốt nha các bạn. Đây, chữ N luôn nè các bạn. Bạn cũng giống như 5 chỉ nhưng mà nó nhỏ hơn nha, cái kiểu giống nhau nha. Lắc lịch này thì đeo thì không bao giờ lỗi thời luôn các bạn. Đây mẫu lắc trên có chấm bi các bạn, 4 chỉ 93, cái tầm khoảng 19 triệu nha. Đây, dành cho những ai không thích dạng mắt vuông nha, thì có dạng này, dạng trên này có chấm bi nè. Còn có tầm khoảng 3 chỉ, 2 chỉ cũng có luôn nha. Đây lắc trên, lắc trên này 2 chỉ 41 nha các bạn. Cái này tầm khoảng 8 triệu hơn, gần 9 triệu nha. Đây, dạng lắc trên, hơn 2 chỉ một chút xíu. Rất là dễ đeo nha các bạn. Lắc này thì nam nữ gì đeo cũng được luôn, trẻ hay là lớn tuổi cũng đeo được luôn nha. Rất là dễ. Còn rất là nhiều mẫu nha các bạn, rất là nhiều. Đây cái lắc này thì dạng giả đúc nè, lắc này dạng giả đúc này, bản nhỏ nhưng mà gần 5 chỉ nha, 4 chỉ 83. Mai này các bạn rất là đẹp luôn, sáng nữa. Còn đây là dạng bản trên này cũng hơn 4 chỉ nha. Đây, rất là sáng, cái lắc này có chạm luôn nha, rất là sáng các bạn. Còn đây là lắc giả lúc mắt
rồng nữa bạn, nó đây rồng đúc luôn nha. Lúc này 5.64, nó làm khoảng 22 triệu nha, 21-22 triệu các bạn nha. Rất là sáng, lắc này dặn đúc nên có thể không có chạm, nó rất là sáng nha. Còn lắc bọng thì không có chạm nha các bạn, lắc bọng rất là mỏng nên là chạm hay móc máy lên đều dễ bị lủng nha các bạn. Nên là dặn đúc thì nó có thể chạm được, nó rất là sáng. Đây là lắc dạ đúc nè, nó có thể chạm nên là cái kiểu của nó rất là sáng nha, không như lắc bọng nha. Lắc bọng thì nó thường để trên hoặc là chấm bi nha các bạn. Đây rất là sáng, lắc này thì 7 chỉ, lắc này 7 chỉ nè, tầm khoảng 26-27 triệu nha. Đây còn rất là nhiều mẫu nha các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.